What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng các em được quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng đi review cho anh em một con loa. Và đây là con loa sao 3. Đây, con loa sao 3 thì là con sẽ con loa thanh ngang như thế này. Và nó khá là dài. Tuy nhiên thì nó cũng rất là gọn gàng nếu như mà các bạn để nó ngay ở dưới màn hình. Cái âm thanh và chất lượng của nó sẽ như thế nào thì bây giờ mình sẽ cùng đi review luôn cho các em nhé. Ok, let's go. Về cái cách đóng hộp của em này cũng khá là đơn giản thôi, không có gì nhiều. Một cái hộp với cái tông màu đen đỏ, có cái hiệu của nó đây là We Panda gì đó, khá là lạ. Mình chỉ biết được là cái mã của nó sẽ là mã là L7 Desktop Speaker, tức là cái dòng để bàn. Tuy là dòng để bàn nhưng mà cái loa này vẫn hỗ trợ Bluetooth luôn các bạn ạ, khá là ngon. Và nó có cả pin sạc luôn. Đấy, khi mà mở trong hộp ra thì chúng ta sẽ thấy nó có cho kèm chúng ta một cái sợi dây cáp, và sợi dây này thì là hai đầu có 3.5 dùng để cắm kết nối với lại PC ấy. Và chúng ta sẽ có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng khá là đơn giản như này thôi. Đó. Ở giữa thì chúng ta sẽ có một cái loa khá là dài và được cố định bởi hai cái miếng nhựa. Ở trong này thì chúng ta còn có được tặng kèm thêm một cái cáp sạc cổng micro USB nữa. Cái này thì nếu như mà các bạn có cái củ sạc điện thoại thì các bạn có thể sử dụng bình thường. Ok, và đây chính là chiếc loa của chúng ta. Khi chúng ta có thể nhìn thấy là cái độ dài của nó cũng khoảng tầm là 40, tức là hai cái găng tay như thế này. Thì với cái độ dài 40 này thì các bạn có thể để gọn gàng phía dưới những cái màn hình mà cỡ tầm 27 inch thì nó rất là gọn và rất là vừa. Về cái độ cao của nó thì nó khoảng tầm 10 cm, như vậy thì đủ cho các bạn không thấy cảm thấy quá vướng víu nếu mà ngay để phía ngay phía trước màn hình. Ở phía trên này thì chúng ta sẽ nhìn thấy có rất là nhiều nút điều khiển. Chúng ta sẽ có lần lượt các cái nút, ví dụ như là nút pause hoặc là nút play ở ngay đây, rồi đến nút mode, tức là cái nút có thể chuyển giữa các cái chế độ Bluetooth hay là dùng dây. Rồi chúng ta sẽ có nút next bài hoặc là back bài, tức là qua bài hoặc là lùi bài đấy. Còn có cái này cũng có nghĩa là tự tăng giảm âm lượng luôn nhé. Còn cái nút dấu cộng và dấu trừ này thì không phải là tăng giảm âm lượng mà là dùng để chỉnh cái đồng hồ của cái loa này. Đây là nút set, tức là nút chỉnh đồng hồ luôn. Đó, chỉnh giờ, chỉnh phút. Còn đây là nút đèn để chúng ta có thể chỉnh một cái dải đèn. Vậy là cái con này nó sẽ có một cái dải đèn RGB ở ngay phía dưới đây. Đó, cái dải trắng mica này, đục này chính là cái dải đèn LED khá là đẹp và nó có thể thay đổi màu sắc RGB. Ở phía dưới đáy thì chúng ta cũng nhìn thấy thêm là nó sẽ có hai cái miếng cao su rất là dày dùng để cố định và hướng cái loa lên phía trên như thế này, và nó sẽ hơi hướng cái loa lên phía trên một chút. Và ở phía bên trong này thì chúng ta sẽ có một cái cơ cấu loa gồm có hai loa stereo ở hai bên. Và cái công suất của nó theo như bên nhà sản xuất công bố thì công suất của nó thì là khoảng tầm 10W, tức là mỗi loa sẽ có khoảng 5W. Ở giữa thì chúng ta sẽ có một cái tem của thằng We Panda gì đấy. Về mặt sau thì chúng ta sẽ nhìn thấy có rất là nhiều cổng. Chúng ta sẽ có một cái công tắc on off dùng để bật tắt, một cái cổng AUX, cái cổng này là dùng để cắm jack 3.5, và một cái cổng cắm thẻ nhớ, một cổng cắm USB và một cổng sạc dùng để cắm cái đầu sạc micro USB vào đây. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn sơ qua cái cách sử dụng cái em loa sao 3 này nhé. Thì chúng ta sẽ gạt nút sang nút on. Đó. Đấy các bạn. Đấy các bạn nghe thông báo Bluetooth mode, tức là nó đã sang chế độ Bluetooth rồi. Và lúc này chúng ta mở điện thoại lên, dò Bluetooth và tìm cái tên là L7, tức là cái tên của con loa này. Chúng ta kết nối và sẽ mở bình thường thôi. Rất là đơn giản. Ở phía dưới đáy này thì chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái dải LED RGB. Đó, rất là đẹp. Và cái dải LED này nếu như mà các bạn để dưới mặt bàn thì nó hắt lên, thì các bạn nhìn đây, đó, rất là hợp lý luôn. Và nó sẽ tự động đổi màu. Tuy nhiên nếu mà các bạn thấy thích cái màu nào đó cố định thì các bạn cũng có thể ấn cái nút đèn LED, nút đèn LED đây, để mà nó giữ lại một màu cố định. Đó, ví dụ như màu cam như thế này, nó sẽ không đổi nữa mà nó sẽ để màu cam luôn.
Còn nếu không thì các bạn có thể để ấn một lần nữa cho nó tự đổi. Và nếu mà các bạn ấn thêm một lần nữa thì sẽ là tắt led. Như các bạn để ý thì ở phía trước này chúng ta sẽ còn có một cái đồng hồ nữa, khá là thời trang. Này nó rất là tiện dụng, tại vì nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta cũng có thể chỉnh giờ được và hẹn giờ luôn. Nếu mà các bạn muốn chỉnh giờ, các bạn ấn giữ nút set. Set Đó, nó sẽ thông báo là chúng ta đang chuyển sang chế độ chỉnh giờ. Và chúng ta sẽ có nút dấu cộng và dấu trừ để chỉnh lên xuống. Để mình giữ lại. Đó, clock. nếu các bạn không ấn gì thì nó sẽ tự động tắt cái chế độ này đi. Đây, mình sẽ ấn nó. Ví dụ chúng ta chỉnh sang 55. Nếu chúng ta muốn chuyển sang chỉnh giờ thì chúng ta ấn thêm một lần nữa. Đó, chuyển sang chỉnh giờ. Chẳng như là 20 giờ 55 đi. Sau khi chỉnh xong rồi chúng ta ấn giữ hoặc là chúng ta không ấn gì hết thì nó sẽ tự động chuyển sang về chế độ bình thường. Và bây giờ mình sẽ thử kết nối điện thoại và cho các bạn nghe thử một bài nhạc nha. Ok, thì để kết nối thì như mình đã có hướng dẫn sơ qua thì các bạn chỉ cần mở Bluetooth của máy lên. Rồi sau đó các bạn dò đến cái tên là L7. Đó, như các bạn đã thấy là nó có cái tên L7 hiện ở đây. Chúng ta ấn vào kết nối. Đồng ý kết nối. Bluetooth Đó, khi nào mà thấy loa nó báo Bluetooth connected là chúng ta đã có thể kết nối rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nghe một bài nhạc thông qua Bluetooth nha. Nghe nhẹ nghe 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 về bài thuốc tốt, đâu cầm tôi chúc tất cả mọi người. Như các bạn đã thấy thì âm lượng của mình để khoảng tầm 70% thôi. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Ok, như các bạn đã thấy thì cái loa của em này tuy là nó nhỏ nhắn thôi nhưng mà nó phát ra âm thanh khá là lực. Và nếu mình để công suất khoảng tầm 70 đến 80 thì là đủ nghe ở trong một cái phòng diện tích nhỏ, tức là đủ để cho mình sử dụng cho một cái PC khá là nhỏ nhắn và cũng không có quá ồn ào. Tất nhiên rồi, tại vì con này không phải là loa công suất lớn và nó sẽ rất là phù hợp cho những bạn nào có một cái không gian nhỏ và cũng cần một chiếc loa gọn gàng, và nó cũng có thể là một cái vật trang trí nữa, tại vì nó có hệ thống đèn LED RGB khá là đẹp. Pin của em này thì nó khoảng tầm hơn 2000 mAh. Mình đã test sạc đầy và sử dụng trong công suất khoảng 50-70% thì nó sẽ trụ được đến khoảng 4-5 tiếng, khá là ok. Và nếu như mà các bạn có thể là vừa cắm sạc và vừa xài cả ngày cũng được, chả sao hết, tại nếu mà các bạn có sạc. Tuy nhiên thì các bạn nên lưu ý là các bạn nên sạc sử dụng và sạc và cái đầu sạc của điện thoại nhé. Còn nếu mà các bạn cắm cái cổng USB của PC ấy, thì nó sẽ hơi lâu và là khá là chậm. À, còn một cái nữa đó là cái jack này thì chúng ta cũng có thể cắm cái cổng loa của PC hoặc là chúng ta có thể cắm trực tiếp lên điện thoại sử dụng như một cái loa Bluetooth hoặc là loa đi mang đi chơi. Khá là tiện lợi. Ok, như vậy các bạn thấy sao về chiếc loa này thì hãy để lại cái comment phía dưới bên bình luận nhé. Giá của nó thì chỉ khoảng quanh quẩn 500 ngàn thôi, khá là ngon. Nếu mà các bạn muốn mua thì mình có để lại cái link ở phía dưới phần mô tả. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share và ủng hộ kênh Bột Gear nhé. Bye bye!